Em chào bác nhé, em Lâm đây. Lại tiếp tục quay cho bác một con máy giặt đây. Bác nào mà giặt tô em thì hôm nay gọi lại cho em nhé. Ba la thì em dọn chờ lên 7-8 chiếc rồi, hiện tại chưa bán được. Giờ đang nóng các bác thì mùa này thì hỏng máy thì mới đổi máy thôi. Cho nên là em lại dọn sang tô. Đấy, chuyển khoản cho các bác. Đấy, trước mắt đây là một con Toshiba. Con này thì em đã quay rất là nhiều video rồi. Con này thì tầm phân khúc ít tiền, thịt nhiều thì không có nào ăn được con này. Nếu mà nói phân khúc ít tiền mà công nghệ trên nó thì ngập tràn luôn. Thì em giới thiệu qua cửa hàng em một chút. Cửa hàng em là cửa hàng Thanh Lâm, Gia Ban Shop. Có một địa chỉ duy nhất tại Cầu Giàm, Tân Hương, Ninh Giang, Hải Dương. Em dùng hai số điện thoại, số đầu tiên số 0377996066, số dưới là 0975360433 để bác tiện dõi liên hệ với kênh nhà em. Thì em sẽ quay luôn vào máy trước và để bật cho nó vắt luôn, để cho nó tăng tua lên. Đấy. Để các bác được nghe độ êm của nó. Con này thì là con ZTW Z96A1L, dòng A1, A2 là ký hiệu cho cái đời. Đời nó là đời màn hình, nó không phải là màn hình to, mà nó là màn hình số LCD. Đấy, nó phân biệt độc lập. Đấy, các chế độ như giặt xả vắt, giặt xả vắt sấy. Thì khi bác mua máy này em dịch 100% sang tiếng Việt, là Việt hóa 100%. Đấy, thì bác yên tâm là rất là dễ dùng luôn. Và thao tác thì cũng bật lên và ấn nút start cũng như máy Việt Nam thôi. Nếu như mình không chọn các chế độ khác nhau thì cần đơn giản là vậy thôi. Còn đây là giặt thường, giặt sấy và sấy không. Thì rất là đơn giản, em dịch sang 100% tiếng Việt rồi, bác rất là dễ dùng. Đấy, em sẽ quay qua máy trước cho các bác. Đây, máy thì cực đẹp luôn. Đấy, không vỡ dập nứt bể gì. Đấy, em quay vách tôn luôn. Con này thì vách tôn thì em khá là kết, bởi vì vách tôn nó rất là nét, hầu như không thấy bị vết móc cấn sâu nào, và không có hiện tượng là bị xước sơn. Đấy, còn xước mờ mờ thì không thể tránh được. Nhưng mà tương đối một con máy này là khá là đẹp. Đấy, tổng thể là đẹp. Đấy, vách tôn đằng sau đây cực kỳ nét luôn, không han gì gì. Đây. Đấy. Con này thì nó là máy giặt 9 cân, sấy 6 cân. Con này thì đắt 2014. Đấy. Cái này thì 100% đắt 2014, bởi vì là sang dòng Z96 là sang 2014, từ Z9005 thì từ 2013 trở về. Đặc thù có những con 2014, nhưng mà sang dòng Z96 là 100% 2014. Đấy, em quay vào tem luôn. Đây tem đây. TW Z96A1. Con này là giặt 9 cân, sấy 6 cân, made in Japan. Con này sản xuất 2014. Đấy, đây số 1 đây 2014. 100% 2014. Con này của em thì lúc bóc tem ấy là băng dính nó dính này. Con tôi đặc thù là nó bị bóc tem cho nên là nó bị rách đây. Đấy, rách màu đây. Nhưng mà con này thì em cam kết bác đắt 2014. Ấy các bác check cái má ra 5 luôn. Đấy. Máy đang tăng hết tua đây. Đấy. Khá là êm. Đấy. Rất là đẹp luôn. Đấy, em tạm dừng vào cho các bác được xem lồng của nó quay luôn. Đấy. Đây, giòn này. Giòn. Rất là trắng luôn, xanh nhát là đẹp luôn. Lồng trong đây. Sáng chưa? Đấy, có bác quay lồng bên trong nó trắng này, còn này dùng ít. Đây lồng của em con này bên trong trắng này. Đấy, chắc là dùng ít rồi. Đấy. Rất là đẹp. Đây. Công nghệ thì nếu mà tầm phân khúc 15 triệu trở xuống thì con này nó là vô địch thủ trong các dòng điều hòa. Bởi vì tại sao? Bởi vì là con này nó có AGR cộng. Hiện tại thì model máy giặt ba la thì phải như model S, hoặc là những model đời cao như 9800, 9900 trở lên, hoặc model S mới qua AGR cộng, hoặc tất cả các dòng máy khác cũng qua AGR cộng. Thì đặc thù con này lại qua AGR cộng rồi. Đấy, cái chức năng AGR cộng này rất là quan trọng, bởi vì nó là chức năng khử mùi. Và con này thì nó có ion ở sấy lốc, khi mỗi lần sấy lốc thì nó sẽ phóng ion, cho nên là có yên tâm là quần áo là nó diệt vi khuẩn rất là tốt luôn. Đấy, công nghệ AGR cộng. Đấy, con này thì sấy lốc chạy gạo 34. Đấy, rất là đẹp, động cơ liền trục. Đấy, cho bác nào thích động cơ liền trục. Đấy, thì nó êm hơn. Đấy, giá thành con này thì rất là bình dân. Đấy, con này em bán các bác giá là 14 triệu. 14 triệu đã bao gồm cho các bác là gì? Đã bao gồm đổi nguồn cho các bác rồi, bảo hành 1 năm, phụ kiện đầy đủ, chứ bao gồm phí ship thôi. Đấy, bác nào lấy thì alo cho em hai số điện thoại này. Đấy, dòng này thì nó chạy một bên thủ điện cho nên là nó khá là êm. Đấy, dùng như các dòng xe hơi đời cao ấy, nó chỉ khác là nó sẽ phóng điện và nó cảm biến lực quần áo, cho nên là càng giặt nhiều thì nó sẽ càng phóng nhiều điện thì máy nó càng êm. Đấy, giá thì lại rất là bình dân, 14 triệu nhá. Bác nào kết chiếc này thì nhấc máy lên alo cho em. Máy thì em cam kết quá 100% là hàng zin.
đấy, không sơn một hạt sơn màu nào cả, nhựa là nhựa trắng nguyên bản đấy, máy rất là đẹp luôn, phím viết không chóc gì đấy, rất căng luôn đấy, giá 14 triệu. À, lấy thì alo cho em. À, giá thì vẫn có thể thương lượng một chút, đến mùa hè rồi thì sức mua máy giặt nó ít đi. À, nhà em thì hiện tại thì vẫn đang còn nhiều máy giặt đấy, thì các bác quan tâm thì cao alo cho con em thì có thể bớt một chút đến lộc để cho bác nào thiện chí mua đấy. Em chào các bác nhá.